Xin chào các anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay em xin phép làm một video giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Cross 1.8V phiên bản V, và mà nội thất ngoại thất màu đen, và nội thất cũng là màu đen. Thì trong khuôn khổ video này thì em xin phép là giới thiệu luôn về chính sách của trong khi là giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất của xe, thì em xin phép là giới thiệu luôn về cái dòng xe Toyota Cross trong thời điểm tháng 5 này. Thì Toyota Cross thì được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản. Nó là trong đó có 2 phiên bản máy xăng, là phiên bản 1.8G có giá niêm yết là 746 triệu. Phiên bản tiếp theo là phiên bản trước mặt chúng ta đây là phiên bản 1.8V có giá niêm yết là 846 triệu, và phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng điện có giá niêm yết là 936 triệu. Về lựa chọn về màu sắc thì có cả 3 phiên bản đều có các lựa chọn về màu sắc, như là màu trắng này, màu đen, màu xanh xám xanh, màu đỏ, màu bạc. Còn có 2 lựa chọn về nội thất là nội thất màu đen như ở xe này, thì lát nữa em sẽ vào nội thất cho anh chị chiêm ngưỡng về cái nội thất màu đen. Và có một lựa chọn nữa là nội thất màu nâu đỏ, đỏ đun. Thì xe trong thời điểm tháng 5 này bên em còn một vài xe. Xe ở trong xe thì là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Nếu anh chị nào cần em tư vấn chính xác về cái lịch xe thì anh chị báo giúp em về cái thứ nhất là về màu xe này, cái thứ hai là về phiên bản nào, thì để em báo cho anh chị về cái chính sách bán hàng cũng như là về cái lịch xe. Để còn giúp anh chị lựa chọn các phiên bản với nhau thì phiên bản V này là 846 triệu và phiên bản G là 746 triệu, thì anh chị lựa chọn gì khi mà xanh nhau 100 triệu. Thì phiên bản V này được trang bị có an toàn toa safety sense, được trang bị cam 360, được trang bị cửa sổ trời và có một vài cái chi tiết bên ngoài khác nữa, như là ốp chrome này, cái nóc xe, cái giá nóc xe, cũng như là cái về cái la răng được phay xước. Còn phiên bản G là la răng núc và nó nhỏ hơn, thì nó chênh nhau 100 triệu. Và ngoài ra về nội thất thì về cái khăn màn hình cũng khác nhau nữa. Thì theo quan điểm cá nhân em, nếu mà anh chị di chuyển xe chỉ di chuyển trong cung đường chủ yếu là ngắn và đa số là trong nội đô ấy, thì anh chị có thể lấy là phiên bản G. Để em nó không xét về phương diện tài chính nhé, chỉ xét về phương diện công năng sử dụng thôi, thì anh chị lấy cho em bản G là hợp lý. Bởi vì là các cái chức năng như cam 360 rồi về cái toa safety sense giữa làn đường ấy thì nó hoạt động chủ yếu khi mà anh chị cái cam 360 thì chỉ sử dụng khi anh chị dừng đỗ. Nếu mà mình lái mà ổn định rồi thì cũng không hỗ trợ mình mấy. Cái tiếp theo là về cái Toyota Safety Sense giữa làn đường cảnh báo tiền va chạm. Thì anh chị nó chỉ hoạt động hữu hiệu khi mà anh chị sử dụng ở trên đường cao tốc. Còn ngoài ra là cái cửa sổ trời thì nó là cái tính năng thêm, nó cũng tùy theo nhu cầu mỗi người. Ở thị trường hoặc là thời tiết như Việt Nam này, và đặc biệt là thời tiết khi mà nắng nóng như này thì cái cửa sổ trời ít khi mình sử dụng, nên là nếu mà anh chị sử dụng quãng đường chủ yếu là quãng đường ngắn thì lấy bản G. Và với số tiền chênh nhau giữa hai phiên bản thì mình có thể lắp thêm những cái phụ kiện nó phục vụ bản thân mình mà mình vẫn tiết kiệm được số tiền khá khá. Ngoài ra thì bản V thì anh chị nào mà đi xa này, hoặc là kinh tế tài chính mình có, mình không cần phải lăn tăn với số tiền 100 triệu, thì chắc chắn là cái công năng sử dụng và cái tính an toàn nó sẽ hơn rồi. Còn phiên bản xăng điện thì nó là một phiên bản của tương lai, và trong thời buổi mà xăng tăng mình không dự đoán được ấy, thì nó cũng là một cái yếu tố để mình lựa chọn. Bản đấy thì nó chênh với bản xăng cao cấp là 90 triệu, thì hai phiên bản không khác nhau quá nhiều về option, nó chỉ khác nhau về cái màn hình táp lô này thôi. Với cả một cái nữa là những cái ốp chrome bên ngoài thì nó sẽ là ốp màu xanh dương, có nghĩa là biểu tượng của điện đấy. Thì cái phiên bản đấy mình lựa chọn nếu mà anh chị cũng thứ nhất là muốn trải nghiệm về máy xăng điện,
cái cảm giác lái nó khác biệt hoàn toàn so với những cái dòng xe xăng thông thường. Và một cái nữa là nó phát thải cái nhiên liệu, cái khí thải ra ngoài đường ấy thì nó được tiết kiệm hơn. Và cái một cái nữa là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe nó cũng được tối ưu hơn, nó sẽ tiết kiệm được hơn khoảng một nửa so với cả phiên bản xăng thông thường. Điều hòa của phiên bản này đã được là điều hòa auto này, màn hình có Apple CarPlay và Android Auto. Ở trên phím vô lăng nó có các cái phím điều khiển cái chức năng của Citizen như giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm các thứ. Và đây anh chị xem một lượt qua, đây là nội thất màu đen của phiên bản của Cross. Nếu mà ở phiên bản màu đỏ đun ấy, thì những cái tấm da này nó sẽ được chuyển sang màu đỏ đun, nó là màu đỏ nâu đỏ, kiểu màu nâu đỏ da bò ấy. Thì anh chị xem, nếu mà cần xem xe thì có thể qua showroom em, thì em có xe lái thử và có xe trưng bày, nên anh chị xem so sánh các màu loại thất, nội thất làm sao phù hợp nhất với cái nhu cầu. Và trong cái khuôn khổ video nhanh này, em xin phép giới thiệu sơ bộ về chiếc xe và cái chính sách xe hiện tại. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các thông tin khác về xe thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Xin phép là hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.